Chiều nay, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm kiểm tra đôn đốc các công việc sau phiên họp trước và bàn các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ các công trình dự án. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh. Tỉnh Hưng Yên được Quốc hội giao chủ quản hai dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, gồm bồi thường hỗ trợ tái định cư, bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành, đường đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên và xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, kết quả thực hiện nổi bật như sau. Đối với dự án thành phần 1.2, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp, đất công, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng được 4 trên 15 doanh nghiệp với diện tích 1,19 trên 10,66 ha. 11 doanh nghiệp còn lại đã hoàn thành công tác kiểm đếm, hiện đang lập công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản và đất. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 202,9 trên 225,9 ha, đạt 90%, đã di chuyển được 4.176 trên tổng số 4.207 ngôi mộ, đạt 99,3%. Trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Các khu cải tạo mở rộng nghĩa trang đã cơ bản hoàn thành, đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 11 trên 11 khu tái định cư. Khối lượng thi công đạt khoảng 75-90%. Công tác di rời hệ thống điện 110 kV, 220 kV, 500 kV thì hiện nay nhà thầu đã tổ chức thi công 28 trên 33 móng cột và cam kết kịp thời hoàn thành việc lắp dựng cột, đường dây để cùng Hà Nội và Bắc Ninh tổ chức cắt điện, đấu nối cùng thời điểm. Lũy kế giải ngân dự án thành phần 1.2 đến nay là 2.158,1 trên 3.050,7 tỷ đồng, đạt 70,7%. Đối với dự án thành phần 2.2, dự án xây dựng đường song hành, được khởi công từ tháng 11 năm 2023, thì đến nay khối lượng thi công các hạng mục chủ yếu đã đạt được. Theo kế hoạch thi công, kế hoạch đã rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành dự án trong năm 2025, thì đến nay đã đạt 92,2%. Tương đương số tiền là 263,3 trên 274,2 tỷ đồng. Do bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên việc thi công dự án trong tháng 9 bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Lũy kế giải ngân dự án thành phần 2.2 đến nay so với số vốn đã được giao là 539 trên 601,5 tỷ đồng, đạt 90%. Theo dự kiến, tổng mức đầu tư dự án thành phần 1.2 trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 600 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư phê duyệt tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.